Chào các con, hôm nay là tiết cuối cùng của chương 3 các hình học phẳng trong thực tiễn. Cô đồng hành cùng các con với tiêu đề là ôn tập chương. Trước khi đi vào ôn tập chương thì chúng ta sẽ khởi động bằng trò chơi tôi là ai. Các con đã sẵn sàng chưa? Ở trò chơi này, cô sẽ đưa ra gợi ý về một cái hình nào đó. Con hãy dự đoán xem cô đang nói tới đó là hình nào. Rồi. Tôi là hình có 4 góc vuông, có 2 cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau. Vậy tôi là ai? Đúng rồi. Tôi chính là hình chữ nhật. Số 2. Tôi là hình có 3 cạnh, 3 góc, 3 đỉnh. Vậy tôi là ai? Quá dễ phải không nào? Tôi là hình tam, tam giác. Câu hỏi số 3. Tôi là hình có một cặp cạnh đối diện song song nhưng không bằng nhau. Vậy tôi là ai? Tôi chính là hình thang. Tiếp tục nào. Tôi là hình có 4 cạnh bằng nhau và 4 góc vuông. Vậy tôi là? Chính xác, tôi là hình vuông. Đây là sơ đồ của tổng kết lại cái phần chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng sử dụng các công thức này để làm một số bài tập vận dụng ha. Bài số 1. Một ngôi nhà có bãi cỏ bao quanh như hình bên. Hãy tính diện tích cả bãi cỏ và khu đất làm nhà. Câu B. Nếu một túi hạt giống cỏ gieo vừa đủ trên 33 mét vuông đất thì cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo hết bãi cỏ? Vậy thì ở câu A, chúng ta đi tìm diện tích bãi cỏ trước ha. Diện tích bãi cỏ, phải quan sát xem bãi cỏ của chúng ta có dạng hình gì đấy. Đúng rồi, nó là một hình thang. Theo công thức tính diện tích hình thang thì chúng ta phải biết độ dài của hai cạnh đáy, biết chưa? Hai đáy và chiều cao có hết rồi, chúng ta ráp công thức thôi. Ở câu A, yêu cầu là tính diện tích cả bãi cỏ và khu đất làm nhà. Chính là tính diện tích của cả cái hình này. Như vậy cả hình này của chúng ta có dạng là hình thang. Theo công thức thì chúng ta cần biết độ dài của hai cạnh đáy này 30 và 42 mét. Chiều cao có luôn 24 mét. Như vậy chúng ta ráp vào công thức thôi. 1/2 tổng độ dài của hai đáy 30 cộng 42 nhân cho chiều cao 24, kết quả là 864 mét vuông. Rồi câu B nào. Nếu như một túi hạt giống cỏ gieo vừa đủ trên 33 mét vuông đất, thế thì cần bao nhiêu túi hạt giống để gieo hết bãi cỏ? Phải làm thế nào tìm được số lượng túi cần tìm? Đúng rồi, ta phải đi tìm gì? Diện tích dùng để trồng cỏ ha. Sau đó chúng ta sẽ chia cho 33 mét vuông thì chúng ta sẽ ra cái số túi mà chúng ta cần để mua. Như vậy bây giờ muốn tính diện tích của bãi cỏ là cái vùng màu xanh lá cây này, nó có một hình dạng không rõ ràng, không có công thức tính diện tích. Vì vậy chúng ta sẽ dựa vào là nó được bao bởi một hình thang cân. Nó được bao bởi một hình thang. Và một cái phần dư của nó là gì đây? Hình chữ nhật có chiều
có hai kích thước rồi, 15 và 18. Như vậy chúng ta chỉ việc tính lấy diện tích của hình thang trừ diện tích của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ có diện tích của bãi cỏ ha. Này, diện tích của khu đất làm nhà chính là diện tích hình chữ nhật. 15 x 18 là 270 m2. Như vậy diện tích của cả bãi cỏ là 864 trừ diện tích khu đất 270, kết quả là 594. Như vậy số túi chúng ta cần tìm là 594 chia 33, như vậy được 18 túi hạt giống. Rồi, tiếp tục qua bài số 2 nào. Rồi, đề bài số 2. Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 20m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Người ta lắp nền nhà bằng những viên gạch hình vuông cạnh là 4 dm. Tính tổng, biết rằng tổng số tiền mua gạch là 11.785.000 đồng thì vừa đủ để lát gạch. Hỏi giá mỗi viên gạch lát này là bao nhiêu? Vậy thì chúng ta cần phải tính diện tích dùng để lát gạch, rồi chúng ta lấy tổng số tiền đi chia cho diện tích sẽ ra được giá của mỗi viên viên gạch. Như vậy để tìm giá của mỗi viên gạch thì chúng ta phải đi tìm cái gì nào? Đúng rồi, đi tìm diện tích của mỗi viên gạch. Như vậy để tìm giá của một viên gạch thì chúng ta đi tìm số viên gạch cần lát, rồi lấy tổng số tiền chia cho số viên gạch thì sẽ ra giá của một viên gạch, đúng không? Bây giờ muốn tìm số viên gạch thì làm sao? Lấy diện tích của cả nền nhà chia cho diện tích của một viên viên gạch. Ở đây đối với nền nhà chúng ta đã có chiều dài rồi, đó là một hình chữ nhật có chiều dài. Và biết rằng mối quan hệ chiều rộng là bằng 1/4 chiều dài. Như vậy tính được chiều rộng không? Được. Đây, chúng ta tính chiều rộng trước. Chiều rộng bằng 1/4 là 1/4 nhân 20 bằng 5m. Từ đó tính được diện tích của nhà hình chữ nhật. Lấy dài nhân rộng 20 nhân 5, 100m2. Bây giờ muốn tính số viên gạch thì ở đây đơn vị của một cạnh viên gạch là decimet, và chúng ta có diện tích nền nhà là mét vuông. Như vậy chúng ta sẽ đổi 4 decimet bằng 0,4m, từ đó tính diện tích của một viên gạch là 0,4, nó là hình vuông đúng không? Cho nên là 0,4 nhân 0,4 là bằng 0,16. Từ đó số viên gạch là lấy 100 diện tích cả nền nhà chia diện tích của một viên, như vậy được 625 viên. Từ đó giá của một viên gạch lấy tổng số tiền chia cho số viên gạch. Như vậy chúng ta sẽ có là mỗi viên gạch có giá 18.856 đồng. Rồi, bài số 3 nè. Để làm một con diều thì bạn Nam lấy một tờ giấy hình chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 40cm như hình vẽ để cắt thành một hình thoi. Hãy tính diện tích của tờ giấy hình chữ nhật, quá dễ, có hai kích thước rồi, theo công thức thôi. 60 nhân 40 là 2.400 cm2. Câu B, hỏi diện tích giấy còn lại sau khi làm con diều. Con diều mình lấy ra mà con diều là hình gì đây? Hình thoi. Mà hình thoi này nè, thì chúng ta muốn tính diện tích của phần còn lại thì lấy diện tích của hình chữ nhật trừ cho diện tích của con diều. Con diều hình thoi thì diện tích hình thoi bằng gì? Một nửa tích của hai đấy. Này, mà diện tích của hình thoi là bằng một nửa tích của hai đường chéo. Đường chéo thứ nhất đúng bằng chiều dài của hình chữ nhật. Đường chéo thứ hai đúng bằng chiều rộng của hình chữ nhật luôn. Như vậy chúng ta có
Diện tích hình thoi bằng 1 phần 2 60 x 40. Như vậy là bằng 1.200 cm². Từ đó diện tích giá còn lại sẽ là lấy 2.400 trừ 1.200 là bằng 1.200 cm². Rồi, bài số 3, bài số 4. Đề bài. Bản thiết kế của một máy hiên công ty được biểu thị ở như hình sau. Nếu chi phí làm mũi 9 dm² hiên là 108.000 đồng thì chi phí của cả máy hiên này sẽ là bao nhiêu? Dễ không? À, chúng ta đi tìm diện tích của cái máy hiên cái đã. Đúng chưa? Rồi, máy hiên này có dạng hình gì đây? Hình thang có hai đáy có chiều cao rồi, theo công thức thôi. Đó. Sau đó chúng ta gì? Mỗi 9 dm² hiên là bằng, có giá là 108.000 đồng. Như vậy 1 dm² máy hiên sẽ là chia cho 9 ra, như vậy là bằng 12.000 đồng. Thế thì chi phí làm cả máy hiên chúng ta sẽ lấy diện tích nhân cho chi phí là 1 dm². Hiên. Rồi, kết quả này trên màn hình chúng ta có 34.020.000 đồng. Rồi, bài toán cuối cùng nè. Rồi, chúng ta đến bài tập số 5. Một mảnh vuông hình chữ nhật có chiều dài 25m, chiều rộng bằng 3/5 chiều dài. Người ta lường làm hai lối đi rộng 1m như hình vẽ. Phần đất còn lại dùng để trồng cây. Hỏi diện tích đất dùng để trồng cây là bao nhiêu? À, cái phần trồng cây đây. À, đây để cô làm này chị nhìn này là 4 cái này dùng để trồng cây. Như vậy chúng ta cần phải tính diện tích của mảnh vuông trừ cho diện tích của lối đi, đúng không? Mà mảnh vuông là hình chữ nhật có chiều dài rồi. Từ mối quan hệ chiều rộng bằng 3/5 chiều dài tính được chiều. À, chiều rộng. Đây, tính chiều rộng trước ha. Rồi. Có chiều rộng rồi. Thì ở đây chúng ta có thêm một cách khác. À, thay vì mà chúng ta lấy diện tích của mảnh vuông trừ diện tích của lối đi thì chúng ta làm trực tiếp luôn. Bằng cách là chúng ta đi tìm tính diện tích của một cái này, bốn cái này có diện tích bằng nhau phải không? Và tính diện tích một cái thì chúng ta sẽ nhân cho 4. Mà diện tích của cái này là một hình chữ nhật, nó tìm chiều dài chiều rộng. Bây giờ chiều dài của nó nè thì có phải là chiều dài của mảnh vuông ha, à, mình trừ đi cái đoạn độ dài của cái lối đi là 1, sau đó chúng ta chia cho 2 bởi vì hai phần bằng nhau. Kết quả là 12. À, như vậy cái này chúng ta được 12 nè. Rồi, cái này là 12. Rồi, chiều rộng này ha thì tương tự, hồi nãy chúng ta có chiều rộng của mảnh vuông là 15. À, 15 mà trừ đi cái lối đi này. À, trừ cái lối đi. Đây là 1 thì chúng ta còn 14 phải không? Và chia cho 2 phần bằng nhau là 7. Như vậy chúng ta có cái này là bằng 7 nè. Vậy có dài rộng rồi chúng ta tìm được diện tích và nhân cho 4. Thì chúng ta có kết quả diện tích của đất dùng để trồng cây là 336 mét vuông. Này, trên là tất cả các bài tập ứng dụng về các công thức tính chu vi và diện tích của các hình học phẳng trong thực tiễn. Ngoài ra, thông qua cái bài khởi động trò chơi Tôi Là Ai thì các con đã củng cố lại một số tính chất, đặc điểm của các hình. Chào tạm biệt các con.